Xe đào tạo Forex gửi đến nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream sáng nay của bên trung tâm đào tạo Forex. Đấy, tùy vào thị trường mà chúng tôi có những cái giao dịch của bản thân chúng tôi trên thị trường giao dịch Forex này. Nhưng mà các bạn phải nhớ một điều rằng nhỉ, các bạn muốn giao dịch được thành công hay không thì các bạn phải đánh giá được cái người thầy của các bạn khi mà tham gia vào thị trường Forex này có đem được giá trị tiền về hay không ở trên chính những cái giao dịch của họ bằng giao dịch trực tiếp. Chính vì thế các bạn có tham gia khóa học ở đâu, khi các bạn vừa học xong thì các bạn tuyệt đối không được một thứ nhà ra mở tài khoản giao dịch chơi like ngay, mà các bạn phải yêu cầu thầy của các bạn phải cho các bạn theo dõi tài khoản của họ từ 3 cho đến 6 tháng, thì như vậy các bạn mới có thể đánh giá được rằng cái phương pháp, cái kinh nghiệm và cái những cái chia sẻ kiến thức của họ trên thị trường có đem lại được giá trị giao dịch ở trên thị trường giao dịch Forex này hay không. Bởi vì trong vòng từ 3 đến 6 tháng các bạn phải thấy được thầy của các bạn giao dịch ổn định ở trên thị trường bằng chính những gì họ đã dạy cho các bạn, thì như vậy các bạn mới có thể kiếm được ra tiền. Còn nếu mà không thì các bạn không thấy được những điều này thì các bạn không thể nào kiếm được ra tiền khi tham gia vào giao dịch Forex ở trên thị trường. Chính vì thế các bạn cần phải xem và đánh giá lại điều này. Và trước khi tham gia bất kỳ cái khóa học giao dịch Forex nào trên thị trường, các bạn phải thấy thầy của mình chứng minh cho các bạn trước khi các bạn tham gia vào thị trường bằng chính những tài khoản chơi like của họ. Bởi vì có như vậy thì các bạn mới có thể gì nhỉ, đánh giá được giá trị giao dịch ở trên thị trường đấy là của thầy để quyết định là có tham gia vào khóa học đó hay là không. Bởi vì các bạn không có thấy được những cái điều này ở trên thị trường mà các bạn quyết định tham gia vào giao dịch và học ở tại những cái nơi đó, thì người lĩnh hậu quả chính là bản thân các bạn mà thôi. Thì nhà tôi cũng giống như các bạn ở trên thị trường giao dịch Forex này, ai cũng thế, đều phải trải qua những cái bước ban đầu bỡ ngỡ khi mà tham gia vào thị trường. Nhưng chúng ta phải xác định được rõ những cái giá trị này thì chúng ta mới có thể thì nhà đem về được giá trị tài sản cho bản thân mình. Còn không thì sẽ không thể nào chúng ta có thể giao dịch được. Đó. Thì các bạn thấy rõ những giao dịch của bên trung tâm đào tạo Forex chúng tôi. Và đến đây thì đó là nhà chúng tôi tách lệnh ở đây. Đó. Thì tùy theo vào thị trường mà chúng tôi có những cái giao dịch khác nhau ở trên thị trường, thì mong muốn nhà đầu tư hiểu rõ các giá trị này khi tham gia vào giao dịch Forex. Đó. Nhà đầu tư phải nhớ những chia sẻ của chúng tôi, tại sao chúng tôi lặp đi lặp lại để cho các bạn hiểu rõ điều này. Website đào tạo Forex xin chân thành cảm ơn.